Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Sự Việt Đại Nam. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử vua An Dương Vương. An Dương Vương tên thật là Thục Phán, tên hiệu là Khai Minh Phán, người Ba Thục và là con trai của thủ lĩnh Âu Việt Khai Minh Chế và là cháu của Thục Vương Lư Tử Bá Vương. Dòng họ Khai Minh là một chư hầu của nhà Chu được phong chức sắc quý tộc ở Tứ Xuyên thời Xuân Thu sau khi bị quân Tần vào năm 314 đánh chiếm và bỏ chạy về phương Nam. Cùng với các quý tộc và thường dân ở các nước Sở, nước Ngô lánh nạn binh đao định cư ở vùng phía Đông Bắc Lạc Việt. Ông là vị vua vĩ đại đã mở rộng lãnh thổ của nước Âu Việt. Theo sử ký Tư Mã Thiên gọi Âu Việt là triều đại Nam Cương, lập nên đất nước Âu Lạp và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này. Âu Lạp là nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang đầu tiên của các vua Hùng. Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Sử cũ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục đã cho rằng thời gian ông làm vua Âu Lạp kéo dài 50 năm từ 257 trước Công Nguyên đến 208 trước Công Nguyên. Các sử gia hiện đại đã căn cứ vào sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước Âu Lạc nhất cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại vào khoảng năm 208 trước Công Nguyên đến năm 179 trước Công Nguyên, tức là gần 30 năm về nguồn gốc. Người Âu Việt cùng tồn tại ở vùng Bắc Bộ Việt Nam và phía Tây của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Vào thời kỳ Hồng Bàng thì các bộ tộc Âu Việt gốc tại Khai Đài đã sống xen giữa với người Lạp Việt, Nghệ, Ngữ Hệ, Nam Á. Nhà nước Văn Lang do Hùng Vương đứng đầu đã cai trị Lạc Việt. Thục Phán người Âu Việt là vua người Âu Việt đã đánh bại Hùng Vương, vua nước Văn Lang, đổi quốc hiệu thành Âu Lạc và tự xưng là An Dương Vương, đóng đô tại Phong Khê, nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Có câu ca dao: ai về qua huyện Đông Anh, ghé xem phong cảnh Loa thành Thục Vương. Cổ Loa thành ốc khác thường, trải bao năm tháng dẫu thành còn đây. Con cháu nước Thục ở Trung Hoa. Có giả thuyết cho rằng gia đình của Thục Phán là hậu duệ của các vua Khai Minh nước Thục thời Chiến Quốc chạy về phía Nam để tránh bạo loạn vào cuối thời Chiến Quốc khi mà nhà Tân nổi lên. Thục Phán đã đến vùng lãnh thổ của người Âu Việt, nay là phía Tây và Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam, gây dựng lực lượng quân sự tại đây. Sách Ngược Dòng Lịch Sử của giáo sư Trần Quốc Vượng đã cho rằng sau khi nước Thục bị Tần diệt thì con nhỏ của vua Thục là Thục Chế đã lưu vong chạy về phía Đông Nam lấy vợ người Tày. Tuy nhiên thì Thục Chế vẫn luôn lẩn trốn trước sự truy nã của nhà Tần và không có cơ hội khôi phục nước Thục cũ. Cuối cùng thì tới con Thục Chế là Thục Phán thì hình thành quốc gia nằm ở phía bắc nước Văn Lang của họ Hồng Bàng. Tuy nhiên, theo giả thuyết này thì nhiều nhà nghiên cứu đã nghi ngờ khoảng cách từ Tứ Xuyên tới miền Bắc Việt Nam là khoảng 3.000 km. Và khoảng thời gian từ khi nước Thục bị nước Tần diệt năm 316 trước Công Nguyên đến khi An Dương Vương lên ngôi ở Việt Nam năm 257 trước Công Nguyên là gần 60 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, khó có chuyện dòng dõi của vua Thục có thể di cư tới 3.000 km. Vượt qua nhiều đồi núi hiểm trở để tới lập quốc ở miền Bắc Việt Nam. Về nghi vấn, mỗi giả thuyết nêu trên đều có những chỗ đáng ngờ và những chỗ ngờ chung là cho tới đầu Công Nguyên thời Hai Bà Trưng, người Bách Việt vẫn chưa có họ. Do đó, họ Thục của An Dương Vương là một nghi vấn không rõ đây có phải là tên họ đời sau gắn cho An Dương Vương hay không. Bộ sử lâu nhất gồm gần thời An Dương Vương nhất là sử ký Tư Mã Thiên, chỉ nhắc tới nước Âu Lạc mà không nhắc tới An Dương Vương hay họ Thục. Tự chung thì cả hai thuyết đều chưa có được minh chứng bằng các di tích khảo cổ hoặc văn tự ghi chép lại, song có thể khẳng định An Dương Vương là lãnh đạo người Âu Việt đóng ở phía bắc nước Văn Lang. Sau một thời gian thì ông đã làm lãnh đạo người Âu Việt tiêu diệt nước Văn Lang, thống nhất cả hai nhóm Âu Việt và Lạc Việt dưới một quốc gia. Hai nhóm này đã hòa nhập với nhau và là chính tổ tiên của người Kinh ở Việt Nam hiện nay. Về lịch sử và truyền thuyết lập quốc, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỹ Lương. Vua nước Thục đã nghe tin sai sứ cầu hôn. Vua Hùng muốn gả nhưng Lạc Hầu thì can rằng
Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỹ nữ thì Thục Vương đã căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán đã mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang, nhưng Hùng Vương có tướng sĩ giỏi đã đánh bại quân Thục. Hùng Vương nói: ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ say sưa yến tiệc, không lo việc binh kỵ. Bởi thế khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng còn trong cơn say, quân Thục đến gần thì vua Hùng trở tay không kịp, đành phải bỏ chạy nhảy xuống sông Tử Tử, tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ nhất 257 trước công nguyên thì vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi tên quốc hiệu là Âu Lạc. Tương tự, tư liệu truyền miệng của người Tày và lĩnh Nam chính quái có đề cập đến cha của Thục Phán là Thục Chế đã làm vua nước Nam Cương được 60 năm thì qua đời, khiến cho gia đình họ Thục rơi vào cảnh chia rẽ tranh giành quyền lực. Khi ấy thì Thục Phán mới tròn 10 tuổi. Cháu của Thục Chế là Thục Mô đã lợi dụng và đưa Thục Phán lên ngôi. Thục Mô nhiếp chính lộng quyền, nhiều lần muốn giết Phán để đoạt ngôi vua, khiến cho chư hầu bất mãn. Nhưng Thục Phán thì vẫn muốn nhẫn nại, mong hàn gắn các gia tộc của Thục vốn đã bị chia rẽ từ khi cha mình mất. Chín chúa Mườm bao gồm 3 nùng chủ, 2 nùng chủ, 2 giao chủ, 1 mán chủ, 1 sán chủ, 1 tay chủ, 1 miêu chủ đã không phục, kéo quân về bắt Thục Phán đòi chia nhỏ đất ra cho các chúa cai quản và đòi nhường ngôi vua. Theo sử thi của người Tày thì giai đoạn lịch sử đó gọi là cầu chùa tranh vua, chính là truyền thuyết chín chúa tranh vua nổi tiếng trong văn hóa tín ngưỡng Đông Bắc Việt Nam và các dân tộc thiểu số vùng Quảng Tây. Thục Phán tuy ít tuổi nhưng từ bé đã thể hiện được phẩm chất thông minh hơn người, bày kế cho Thục Mô và chín chúa Mường đã đua sức đấu đá lẫn nhau. Còn họ Thục thì giải quyết tranh chấp nội bộ và củng cố lực lượng ở kinh đô thành Bản Phủ. Đến khi phe cánh đấu đá đến sức cùng lực kiệt, Thục Phán thì mới thâu tóm toàn bộ cục diện, đã khiến cho chín chúa Mường quy phục ông. Từ đó mà nước Nam Cương dưới tay Thục Phán đã trở nên cường thịnh. Từ năm 263 trước công nguyên đến năm 257 trước công nguyên thì Thục Phán đã đem quân thôn tính nhiều lãnh thổ của các bộ tộc Bách Việt trên phương Bắc và cả Văn Lang ở phương Nam. Thục Phán lúc đầu chỉ tính mượn sức Văn Lang cùng chống giặc phương Bắc theo con đường hôn nhân, nhưng bị Hùng Vương buông lời miệt thị. Thục Phán đã nổi giận muốn đem quân xuống Nam, nhưng lại lo sợ nhà Tần và các bộ tộc Bách Việt ở mặt Bắc đánh úp thành Bản Phủ, nên ông đã nghe theo kế của Thục Mô, sai người đưa nhiều châu báu cho chủ tướng phía nhà Tần là Bình Nam tướng quân Đồ Thư, thể hiện sự thần phục, kích Đồ Thư đánh người Lê ở Tây Âu. Khi ấy Đồ Thư cũng đang bận dẹp loạn ở vùng Phiên Ngùng nên chấp nhận đề nghị. Sau khi tạm yên mặt Bắc thì ông đã ra lệnh cho hai vị chúa Mường đứng đầu hai bộ tộc là Miêu Chủ và Giao Chủ đã đem quân tiến về biên giới của các bộ tộc Nam Chiếu Cổ phía tây của Hà Giang, còn mình thì đem quân đánh thẳng xuống Phong Châu. Khi ấy Văn Lang đã suy tàn, Hùng Vương đời 18 tính háo sắc, thường gian dâm với vợ của các tù trưởng dưới trướng của mình. Tính tình thì lại độc ác bảo ngược, khiến cho quân dân bất mãn tột độ. Quân đội tinh nhuệ của thành Bản Phủ chẳng tốn nhiều hơi sức đã hạ được Văn Lang. Chỉ trong vòng một tuần thì Thục Phán đã giết được Nguyễn Tuấn, phò mã của Văn Lang, vây hãm Phong Châu và khiến cho Hùng Vương phải sợ hãi từ từ. Cùng lúc thì các tù trưởng Nam Chiếu ở phía Tây nghe tin Tài chủ Thục Phán đã bỏ kinh đô xuống Nam cùng hợp lực đông tiến thì bị phục binh của Miêu Chủ và Giao Chủ phục sẵn ở Xín Mình đánh cho thua liểm xiểm, phải rút chạy về tận địa phận của Lào Cai bây giờ. Tục truyền rằng Thục Phán mới 22 tuổi và làm vua được 50 năm. Thục Phán sau khi lấy được Văn Lang đã nhanh chóng ổn định quân đội, treo bảng cầu hiền và những tù trưởng thuộc Văn Lang cũ vẫn giữ nguyên chức vụ. Ông lấy hiệu là An Dương Vương, đổi tên nước thành Âu Lạc. Bộ máy nhà nước thời Âu Lạc không có nhiều thay đổi so với bộ máy nhà nước thời Văn Lang. Đứng đầu trong bộ máy hành chính ở Trung ương vẫn là vua và Lạc Hầu Lạc Tướng. Đứng đầu các bộ vẫn là Lạc Tướng, đứng đầu các triều trại vẫn là Bộ Chính. Tuy nhiên, ở thời An Dương Vương thì quyền hành của nhà nước cao hơn và chặt chẽ hơn, vua có quyền thế hơn trong việc cai trị đất nước.
Khi ấy lãnh thổ của Nam Cường đã trở nên cực thịnh, toàn bộ vùng Đông Bắc Việt Nam và một nửa Quảng Đông, Quảng Tây đều chịu sự cai quản của người Tây. Về chống quân Tần, cùng thời kỳ này thì bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã sáp nhập 6 nước sau nhiều năm hỗn chiến thời Chiến Quốc. Ông tiếp tục tham vọng xâm chiếm Bách Việt, vùng đất đai của các bộ tộc Việt ở phía Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam hiện nay. Đạo quân xâm lược của nhà Tần do Đồ Thư chỉ huy đã đánh chiếm nhiều vùng đất của Bách Việt nhập vào lãnh thổ Trung Hoa. Khi vào lãnh thổ phía Đông Bắc của nước Âu Lạc thì quân Tần đã gặp phải cuộc kháng chiến trường kỳ của người Việt do Thục Phán chỉ huy. Theo tư lệnh dân gian thì trong các câu hát Sli Lượng của người dân tộc thiểu số Đông Bắc thì Thục Phán đã đoán trước được tương lai không xa sẽ có một cuộc chiến tranh khốc liệt với người Hoa Hạ ở phương Bắc. Khoảng thời gian ông thu phục chín chúa Mường, kết thúc loạt cầu trùng treo vùa là lúc còn rất trẻ. Lúc ông thuyết phục các lãnh chúa làm theo kế hoạch của mình thì có tiên đoán tương lai sẽ hiểm họa chiến tranh với người phương Bắc. Trong làn điệu hát thơ Phong Slư của người Tày hay các bài hát Sli Sling Lang Nung Cháo, Sli Rang Nung Hà Rang, Sli Phanh Sling Nung Phan Sling của người Nùng đã kể rất rõ đoạn hội thoại của ông với chín chúa Mường. Ông nói: khi phương Bắc thống nhất trở lại, họ nhất định sẽ tìm cách xuống nuốt toàn bộ Bách Việt. Giang Sơn Nam Cường cũng sẽ khó thoát. Hãy cùng ta xuôi ngược xuống phương Nam, nơi quanh năm ngập nước, ruộng trải đến tận chân trời. Lương thực ở nơi đó, quân ta có thể dùng vài năm không hết. Vua Văn Lang kiêu ngạo, kẻ dễ quên thì căm ghét. Chúng ta đánh thật nhanh để thu vụ lúa đầu. Năm 218 trước Công Nguyên thì Tần Thủy Hoàng đã huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Âu Lạc thì đạo quân thứ nhất do tướng Sử Lộc đã chỉ huy đào con kênh nối sông Lương vùng An Hương của Trung Quốc ngày nay để chở lương thực. Nhờ vậy mà Đồ Thư đã thông lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng người Lê là Dịch Hưu Tống, chiếm đất rồi tiến vào Bách Việt. Bên kia chiến tuyến thì Thục Phán đã được các lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy các cuộc kháng chiến. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Âu Lạc, Thục Phán đã lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu thì dân Âu Lạc làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần chiến đấu trong nhiều năm, Đồ Thư tổ chức tấn công tiêu diệt không hiệu quả, dân đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân nhà Tần đã kiệt sức vì thiếu lương thì quân dân Âu Lạc do Thục Phán chỉ huy mới bắt đầu xuất trận. Quân Tần đã muốn tiến hay lùi đều bị người Âu Lạc bủa vây đánh úp. Quân của Thục Phán đã tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ tấn công quân nhà Tần. Đồ Thư lúc đó mới hối hận không biết trước thời cơ và ông đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng thì quân Tần hoang mang đã mở đường tháo chạy về nước. Sử ký Tư Mã Thiên đã mô tả tình trạng quân Tần lúc bấy giờ như sau: đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không lùi. Đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên trở, khổ không sống nổi. Người ta phải thắt cổ trên cây dọc đường, người thì chết trông nhau. Theo Hoài Nam Tử thì Đồ Thư đã bị giết và quân Tần đã thây phơi máu chảy vài mươi vạn. Nước Tần đã phải lấy tù nhân bị lưu đày để bổ sung vào quân đội. Đạo thứ nhất của quân Tần đã đi bằng thuyền nhỏ theo sông Tả Giang từ Ninh Minh lên Thủy Khẩu, Tà Lùng đến Cao Bình. Thủ Phán đã sai tài chủ Lã Bính đã phục quân ở đoạn Hát Gia. Khi quân Tần tiến đến chỗ này thì đã bị quân Âu Lạc thả gỗ ném đá, phóng lao và bắn tên xuống thuyền làm cho giặc bị thương, bị chết vô số. Lại nghe tin vua Tần Thủy Hoàng đã chết thì tướng Đồ Thư đã hoảng hốt và bèn cho quân rút lui. Ở khu vực Hát Gia hiện nay thì người dân đã tình cờ phát hiện ra mũi tên đồng có một ngạnh đã han gì ở bãi Sóc Luồng hay một số kim khí ở Sóc Lẩy. Tuy nhiên thì để tìm thấy hiện vật minh chứng về các sự kiện lịch sử liên quan tới Thục Phán ở Cao Bằng thì phải đến các bước nghiệp vụ khảo sát thực hiện sâu hơn. Sau gần 10 năm kháng chiến thì nhân dân Âu Việt đã giành được độc lập, Thục Phán đã củng cố và xây dựng lại đất nước, xây thành Cổ Loa. Sau chiến thắng trước quân Tần thì danh tiếng của An Dương Vương đã chấn động khắp vùng Đông Á. Nhiều người tài đã xin ra giúp ông, kê khai những người văn làng. Đây là một sự kiện quan trọng để chia tách dân tộc Mường, những người thần phục Thục Phán và người Kinh, những người thuần phục Triệu Đà sau này.
Một trong những thủ lĩnh Văn Lang là Cao Lỗ đã giúp cho An Dương Vương xây thành cổ loa và chế tạo nỏ Liên Châu, bắn được nhiều mũi tên một phát. Nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự thì Thục Phán đã cho quân dân ngày đêm đắp thành cổ loa, trang bị cho thành trì nhiều vũ khí đáng sợ. Ông ra lệnh cho cấp dưới ra sức huấn luyện cho hàng vạn binh sĩ ngày đêm luyện tập bắn nỏ. Còn mình thì thường giám sát tập bắn ở trên Ngự Sa Đài. Bộ cung Âu Lạc thời bấy giờ đã vang danh khắp nơi là bất khả chiến bại và được xưng tụng sách ngang với kỵ mã nhà Tần. Nỏ Liên Châu đã trở thành vũ khí thần dụng vô địch của nước Âu Lạc. Theo truyền thuyết của người Việt kể rằng, thành đã xây dựng nhiều lần nhưng đều đổ. Sau đó có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương đã bèn cho xây theo dấu chân rùa vàng. Lúc đó thì thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng đã phát triển thủy binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa. Di tích thành Cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía đông bắc. Đền thờ của An Dương Vương nằm ở trung tâm di tích này. Các nghiên cứu khảo cổ học tại đây vẫn tiếp tục làm sáng tỏ các thời kỳ lịch sử mà thành đã trải qua. Về sụp đổ, theo sử ký Tư Mã Thiên Triệu Đà, được lệnh chủ tướng là Nhâm Hiểu đã đem quân từ quận Nam Hải, Quảng Đông bây giờ sang đánh Âu Lạc. Nhờ vào chuẩn bị quân sự tốt mà An Dương Vương đã chống cự được hiệu quả. Theo sử ký Tư Mã Thiên viết, Triệu Đà đã đem quân đến kinh đô nước Âu Lạc thì thấy một tòa thành hình dáng cổ quái, không dám tấn công nên đã hạ lệnh cho quân đến núi Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay để hạ trại. Hôm sau thì ông đã cử tướng tiên phong là Kiệt Tuấn dẫn 3.000 kỵ binh quân Tần đến gần Loa Thành do thám và bị các tay nỏ Liên Châu ở trong thành bắn ra tua tủa như mưa, thây chết đầy nội. Kiệt Tuấn đã bỏ mạng, Triệu Đà chưa đánh đã mất một danh tướng nên buộc phải rút về Nam Hải. Trong thời gian này, năm 208 đến năm 207 trước công nguyên thì quận úy Nam Hải là Nhâm Ngao đã bị bệnh nặng. Triệu Đà đã nhân dịp đó giết hết những quan lại nhà Tần và bổ nhiệm ở lĩnh Nam, cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng Quận, tự xưng Nam Việt Vũ Vương, chính thức ly khai khỏi nhà Tần. Trở lại tham vọng Trinh Nam thì ông cho gián điệp trà trộn xâm nhập vào nước Âu Lạc, dùng tài ngoại giao của mình và đút lót mua chuộc các thủ lĩnh người Tây Văn Lang và vốn bất mãn với Thục Phán từ trước. Năm 180 đến năm 179 trước công nguyên thì các lạp tướng Tây Văn Lang và một số chúa mường đã quy thuận Triệu Đà. Nhờ có bản đồ thành trì, cầu đường, sông núi Âu Lạc do các chúa mường và các lạp tướng cung cấp, Triệu Đà đã nhanh chóng đánh bại và thuần phục được hai chúa mường Sán Chủ tộc Sán Diều ở Phong Thành Cảng và Mán Chủ tộc Sán Chay ở Quảng Ninh ngày nay, rồi xuôi quân lên Lạng Sơn và Cao Bằng khuất phục hai Nùng Chủ của tộc Nùng Phan Sinh và Nùng Cháo. Tài chủ Lạ Bính đã không chịu đầu hàng nên đã bị sát hại cả nhà. Ở Loa Thành thì Thục Phán bị những người lạc hầu lạc tướng phản bội che mắt. Những trung thần như Cao Lỗ đã bị dèm pha ly gián, dần dần bị xa lánh khỏi vua. Đến khi Triệu Đà đánh thẳng vào trong thành Cổ Loa thì Thục Phán mới cuống cuồng bỏ chạy. Cao Lỗ và những người trung thành với Thục Phán biết tin hợp lại ra đón đường chặn đánh Triệu Đà cho chủ chạy thoát. Thục Phán chạy xuống phía nam, uất hận, mất nước mà tự sát và nhóm Cao Lỗ cũng bị tiêu diệt sạch. Sau khi diệt xong Âu Lạc thì Triệu Đà đã sát nhập lãnh thổ vừa chiếm được vào Bách Việt, tự xưng mình là Triệu Vũ Đế, đổi tên thành nước Nam Việt. Ông đã áp dụng chính sách hòa tập Bách Việt và đồng thời tăng cường chính sách Hoa Việt dung hợp. Âu Lạc đã chính thức mất từ đây. Theo truyền thuyết của người Việt thì Triệu Đà đã dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình Trọng Thủy và con gái của An Dương Vương Mị Nương. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai thì Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và nhảy tự tử. Kết thúc thời kỳ An Dương Vương. Tương truyền rằng An Dương Vương đã đau thương vì mất nước nên sau khi chết đã hóa thành con chim cuốc, ngày đêm khản tiếng kêu cuốc cuốc. Về năm mất của triều đại An Dương Vương thì các tài liệu ghi chép khác nhau. Đa phần sử sách Việt Nam, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục và Việt Sử Tiêu Án đều chép là An Dương Vương mất nước vào năm 208 trước công nguyên. Sách giáo khoa của Việt Nam đã căn cứ vào sử ký của Tư Mã Thiên ghi nước Âu Lạc mất năm 179 trước công nguyên.
Sở dĩ như vậy là sự ký chép là Triều Đà diệt nước Âu Lạc sau khi Lã Hậu chết. Mà Lã Hậu chết vào năm 180 trước công nguyên, do đó thì nước Âu Lạc mất vào khoảng năm 179 trước công nguyên. Theo truyền thuyết, An Dương Vương, Nọ Thần và con trai Triều Đà là Trọng Thủy ở rề nước Việt và có nhiều chỗ không hợp với sử ký của Tư Mã Thiên. Mặc dù sử ký là nguồn tư liệu sớm nhất mà các nhà viết sử Việt Nam có được để tham khảo. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cưng Mục đã chép Thái Bình Hoàn Vũ Ký, phần Nam Việt Chí của nhạc sử nhà Tống, An Dương Vương đã cai trị Giao Châu. Úy Đà đã đem quân sang đánh An Dương Vương, có Cao Thông, Cao Lỗ giúp đỡ, chế ra Nỏ Thần, bắn một phát giết chết quân Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.